Trước tiên bạn cần tải về tin ảnh ISO của Android OS. Bạn vào trang android-x86.org để tải tập tin ảnh này về. Bạn vào mục Download. Và bạn cuộn màn hình xuống. Bạn sẽ thấy bản ISO cho Android. Lưu ý là bạn chọn bản ổn định để tải về. Là bản Stable Release, bạn nhấn nút View để tải về. Dung lượng bản này khoảng hơn 53 MB. Ngoài ra, để cài đặt file ISO này lên bút nhớ USB thì bạn cần một công cụ Unet Bootin. Bạn vào trang unetbootin.softfox.net và bạn cũng chọn bản Windows nếu máy tính bạn dùng Windows để tải bản này về. Công cụ này dung lượng khoảng 4 MB. Sau khi đã tải hai tập tin này về thì bạn chạy file Unet Bootin và bạn chọn mục Disk Image và chọn tên ISO vừa tải về. Tiếp đến là bạn chọn đích để buông tập tin ISO này ra. Hãy gắn bút nhớ USB này vào và chọn ổ đĩa là ở đây là OG. Và bạn nhấn OK. Đợi khoảng vài giây thì chương trình hoàn tất và bạn chỉ việc khởi động lại máy. Và trong BIOS bạn chọn khởi động từ USB. Ngoài ra, nếu bạn dùng chương trình ảo hóa VMware thì bạn cũng có thể dễ dàng giả lập một máy ảo chạy Android. Bạn tạo một máy ảo mới và chọn cài đặt từ ảnh đĩa trong tùy chọn thứ hai và chọn file ảnh. Nhấn Next. Bạn chỉ việc cài đặt theo hướng dẫn. Bạn chọn Linux. Bạn có thể đổi lại tên thành Android để dễ quản lý. Và nhấn Next. Lúc này khi khởi động máy ảo thì bạn cũng sẽ có kết quả tương tự như bạn khởi động từ bút nhớ. Hy vọng